Liêu trai chí dị. Chương 8. Không đề. Tôn Tư Sở là người Việt Tây, là một danh sĩ, sinh ra có một ngón tay trẻ, lại có tính vẩn vơ, lẩn thẩn. Ai nói dối điều gì cũng tin là thật, hoặc khi gặp đám tiệc mà có ca nhi kỹ nữ, thì từ xa nhắc thấy đã bỏ chạy. Có người thấy vậy, dù chàng đến nhà, cho kỹ nữ đến ôm ấp để bẩn chàng chơi thì mặt đỏ đến tận cổ, mồ hôi chảy xuống thành giọt. Họ nhân ở đó cười với nhau, rồi xa gần truyền nhau vẽ vời cái trạng mạo ngây ngô của chàng để làm một trò cười, lại đặt cho chàng cái tên Tôn Khờ. Trong huyện, có ông nọ là nhà buôn lớn, giàu lướt cả vương hầu, thông gia họ Mạc đều là dòng dõi quý phái. Ông cụ có một con gái tên là A Bảo, là người tuyệt sắc. Đến tuổi kén duyên, con cái của các nhà đại gia tranh nhau đưa sính lễ đến dạm, nhưng không ai vừa ông cả. Chàng Tôn bấy giờ vừa ngoá vợ, có người đùa nên cậy mối đến hỏi. Chàng không biết phận, quả nhiên nghe theo lời khuyên. Ông cụ vốn biết tiếng chàng, nhưng chê nghèo. Khi mụ mối vừa ở chỗ ông đi ra, thì gặp A Bảo, hỏi đi đâu, mụ nói thật. Cô gái nói bẩn rằng, nếu chàng ta bỏ được ngón tay trẻ đi thì tôi về với ngay. Mụ về kể lại với chàng, chàng nói, cái đó thì khó gì. Mụ đi rồi, chàng lấy búa chặt ngón tay trẻ, đau thấu ruột, máu phục ra lênh láng suýt chết. Qua mấy ngày mới dậy được, sang nhà mụ mối chìa tay xem, mụ thất kinh. Chạy sang nói với cô gái, nàng cũng lấy làm lạ, nhưng lại nói bẩn rằng, còn phải bỏ cái ngay đi nữa. Mụ về nói lại, chàng cãi ầm lên, bảo nào tôi có ngay đâu. Nhưng cũng không có cớ gì gặp mặt để tự giải bày. Dần già bàn chuyện, nghĩ rằng cô nàng bảo chưa chắc đã đẹp như tiên, sao tự dám đánh giá mình quá cao như vậy. Từ đó trong lòng chàng nguội hết mộng tưởng trước. Vừa gặp Tiết Thanh Minh, lệ thường cứ đến ngày ấy phụ nữ đi chơi, những thiếu niên khinh bạc cũng kết thành từng đội đi theo, tha hồ bình phẩm. Mấy người bạn làng văn đến rủ chàng bắt đi cho được, có người lại đùa nói rằng, lại không muốn xem mặt người mình ưng hay sao. Chàng cũng biết là hắn nói bẩn mình, nhưng vì đã bị cô gái hợm hỉnh đùa cợt nhiều phen, nên cũng muốn nhìn mặt một đôi lần xem sao, bèn vui vẻ nhập bọn đi tìm. Thấy đằng xa có một cô gái đang nghỉ dưới gốc cây, những cậu trai mất nết vây quanh như bức tường. Cả bọn nói, chắc là cô nàng Bảo đấy rồi. Chàng rảo bước đến xem thì quả là Bảo. Nhìn kỹ, thấy vẻ xinh đẹp yểu điệu có một không hai. Một lát, người xem lại càng xúm đông. Cô gái vội đứng dậy bỏ đi. Mọi người đều nhộn nhạo bàn tán, kẻ khen cái đầu, người tán cái chân, nhào nhào lên cả như một lũ điên. Chỉ riêng chàng là đứng lặng lẽ. Đến lúc cả bọn đã tản đi nơi khác, ngoái lại vẫn trông thấy chàng đứng ngay ra ở chỗ cũ, gọi chẳng thưa chẳng rằng. Họ bèn kéo nhau đi nói, hồn theo A Bảo rồi ư? Cũng không đáp. Biết tính chàng vốn lẩn thẩn nên họ cũng không lấy làm lạ, người thì đẩy, người thì kéo dẫn về. Đến nhà thì lên giường ngay nằm, suốt ngày không dậy, ly bì như người say rượu, gọi mấy cũng không tỉnh. Người nhà bị nghi là mất hồn, đi gọi hồn ở ngoài đồng nhưng cũng vô hiệu. Lay người thật mạnh để hỏi, thì ú ớ nói rằng, tôi ở góc nhà cô Bảo. Hỏi kỹ lại, thì lại làm thinh không nói nữa, người nhà hoang mang không biết ra sao. Nguyên hôm ấy, khi chàng thấy cô gái đứng dậy bỏ đi, thì lòng không nỡ dứt, bỗng cảm thấy mình đã bén gót đi theo rồi, dần dần đi sát vào cạnh hai tà áo, đai lưng, cũng không ai la mắng gì cả. Cứ như thế, theo mãi cô ta về nhà. Khi ngồi khi nằm, đều tự cày một bên, đêm lại cùng ân ái, rất lấy làm thích. Nhưng thấy trong bụng đói quá, muốn trở về nhà mà quên mất cả đường. Còn nàng thì mỗi lần chiêm bao, thấy mình giao hợp với một người nào đó, hỏi tên là Tôn Tử Sở, lòng thấy làm lạ nhưng không thể nói với ai được. Ở bên nhà, chàng đã nằm 3 ngày, hơi thở chỉ còn thoi thóp, người nhà hoảng lên, cho lấy lời mềm mỏng đến nói với ông cụ, xin tới nhà để chiêu hồn cho chàng.
Ông cụ cười rằng, Bình Nhật không từng vãng lai hỏi thăm gì cả, làm sao mất hồn ở nhà tôi được. Người nhà năn nỉ văn lân mãi ông mới chịu. Thầy Pháp cầm áo cũ và đồ cúng bằng rơm sang nhà cô gái bắt gặp, hỏi biết lý do, mặt thất sắc, không cho đi tìm chỗ khác mà dẫn thẳng vào phòng mình, để cho mặc y kêu gọi xong rồi ra. Thầy Pháp vừa về đến cửa thì ở trên giường chàng đã rên lên một tiếng. Tỉnh rồi, phòng nàng có bao nhiêu tráp hương, hộp phấn, bao nhiêu đồ đạc, sắc gì, tên gì, kể ra vanh vách không sai. Nàng nghe tin lại càng kinh hãi và thầm cảm cái thâm tình của chàng. Chàng đã dậy khỏi giường được rồi, thì khi đứng, khi ngồi, trầm ngâm nghĩ ngợi, chợt nhớ, chợt quên. Thường thăm dò tin tức cô bảo, chỉ mong tìm được cơ hội để gặp lại. Đến ngày tắm Phật, nghe tin nàng sẽ dâng hương ở chùa Thủy Nguyên, chàng dậy thật sớm, đến đứng ở một bên đường chờ nàng đi qua, trông ngóng đến hoa cả mắt. Mãi khi đến khi mặt trời đứng ngọ nàng mới đến, ngồi trong xe dòm ra thấy chàng, thấy bàn tay xinh nhỏ vén màn, mắt nhìn đăm đắm không chuyện. Chàng càng xao xuyến đi theo xe luôn. Nàng bỗng sai thị nữ đến hỏi họ tên, chàng ân cần kể lại, hồn vía rung chuyển, xe đi đã xa rồi mới quay về. Đến nhà thì ốm trở lại, mê man không ăn uống, trong giấc mơ thường gọi tên bảo. Những giận hồn mình sao không thiên như trước. Trong nhà Nguyên có nuôi một con vẹt bỗng lăn ra chết, đứa bé cầm chơi ở trên giường. Chàng nghĩ nếu thân được làm con vẹt thì có thể vỗ cánh bay đến phòng nàng. Còn đang chú tâm mơ tưởng thì mình đã là con vẹt, nhẹ nhàng phơi phới bay vụt lên thẳng sang nhà A Bảo. Cô gái thấy vẹt bay xuống mừng quá chộp bắt, xích chân lại lấy hạt vừng cho ăn. Vẹt kêu to lên rằng, cô đừng xích, tôi là Tôn Tử Sở đây mà. Nàng kinh hoảng, mở dây buộc, vẹt cũng không bay. Nàng khấn răng, tình thâm đã khắc tận đáy lòng, nhưng này người và chim khác loài, làm sao nhân duyên còn vuông tròn được. Vẹt nói, được gần vóc thơm là mãn nguyện lắm rồi. Người khác cho mồi thì không ăn, nàng cho mới ăn. Nàng ngồi thì đâu trên về, nằm thì đứng mé giường. Như thế ba ngày, cô gái rất lấy làm thương, cho người sang nhà chàng thăm dò chi tiết, thì biết chàng thiếp đi, nằm sóng sượt, tắt thở đã ba ngày, chỉ còn một chút trên tim chưa lạnh. Nàng lại khấn rằng, nếu chàng trở lại làm người, thì xin thề chết cũng theo nhau. Vẹt nói, lừa tôi đấy. Nàng bèn thề thốt, vẹt nghiêng mắt, ra dáng nghĩ ngợi. Một lát, nàng bó chân, cởi giày, để dưới gầm giường. Vẹt nhảy vụt xuống, ngậm giày bay đi, nàng kịp gọi lại thì đã bay xa rồi. Nàng cho mụ ở sang dò thăm, thì thấy chàng đã tỉnh, người nhà thấy con vẹt ngậm chiếc giày bay về, ngã xuống đất mà chết. Đang cũng lấy làm lạ thì chàng vừa hồi sinh, hỏi ngay đến chiếc giày. Không ai hiểu ra sao cả, vừa lúc ấy thì mụ ở nhà bên kia đến, vào thăm chàng, hỏi chiếc giày ở đâu, chàng nói rằng, đó là vật làm tình của cô Bảo, xin gửi lời về nhắn hộ rằng tiểu sinh không dám quên lời vàng đá. Mụ ở về bẩm, nàng lại càng lấy làm lạ. Cô Bảo thị tỳ tiết lộ sự tình cho mẹ biết, mẹ xét thấy đích xác bảo rằng, anh chàng ấy tài danh cũng chả vừa, chỉ hèm nghèo như tương như. Kén chọn mấy năm được ra như thế, sợ các nhà quý hiển người ta cười cho. Cô gái vinh cớ chiếc giày, thầy không lấy người khác, ông bà cũng phải theo vậy, cho người kiếp báo với chàng. Chàng mừng, khỏi bệnh ngay, ông muốn cho chàng ở rể, nàng thưa rằng, con rạ không nên ở nhà cha vợ lâu, huống chàng lại nghèo, ở lâu càng bị coi rẻ. Con đã về tay người, thì ở nhà tranh mái lá cũng cam, ăn rau lê rau hoắc cũng không dám oán trách. Chàng bèn làm lễ rước dâu. Hai người gặp nhau như có cái vui cách thế. Từ đó, nhà chàng nhờ có của hồi môn của nàng cũng khá hơn trước, mua sắm thêm của cải. Chỉ phải cái chàng mê sách, không biết chăm lo việc sinh kế trong nhà. Nhưng nàng khéo léo chắt lót, những việc trong nhà không phải phiền đến chàng. Được ba năm, nhà thêm giàu, bỗng chàng mắc bệnh tiêu khát mà chết. Nàng khóc lóc thảm thiết, nước mắt không lúc nào ráo, bỏ cả ăn ngủ, ai khuyên giải cũng chẳng được.
thừa lúc đêm khuya, bèn thắt cổ. May có còn ở biết được, vội cứu sống lại, nhưng cũng không chịu ăn. Được 3 ngày, mời họ hàng đến để liệm chàng. Bỗng nghe trong quan tài có tiếng rên và tiếng thở nhẹ, mở ra, chàng đã sống lại, tự nói rằng. Khi ra mắt Diêm Vương, ngài bảo, người này bình sinh thành thật chất phác, cho làm chức bộ tàu. Bỗng có người đến thưa rằng, vợ của bộ tàu họ Tôn sắp tới, ngài ra sổ ma rồi bảo, người ấy chưa đáng chết. Lại tâu rằng, không ăn đã 3 ngày rồi, Diêm Vương ngoảnh lại nói rằng, ta cảm vợ người tiết nghĩa, cho người sống lại, bèn sai lính thắng ngựa đưa tôi về. Từ đó bình phục dần, cặp năm có kỳ thi hương. Trước khi vào trường, bọn thiếu niên muốn bày trò trêu chàng, bèn cùng đặt ra 7 đầu đề rất hiểm hóc, rồi kéo chàng ra chỗ vắng nói riêng rằng, đây là nhờ thế lực của đại gia mới có, xin bí mật trao tay nhau. Chàng tin là thật, đêm ngày mài miệt, làm cả 7 bài, chúng cười thầm. Không ngờ năm ấy, viên chủ khảo nghĩ rằng, ra đề quen thuộc, thị trường có cái tệ sao chép văn cũ, bèn cố sức thay đổi cho thật mới lạ. Giấy đầu bài đưa xuống, thì cả 7 bài chàng làm đều phù hợp. Nhờ đó, chàng đỗ thủ khoa. Năm sau đỗ tiến sĩ, được chọn vào viện Hàn Lâm. Vua nghe thấy chuyện lạ triệu vào hỏi, chàng khải tấu lên, vua hết lòng khen ngợi, liền cho gọi A Bảo vào bệ kiến, tặng thưởng rất nhiều. Chương 9. Bành Hải Thu. Nho sinh ở Lai Châu là Bành Hiếu Cồ, học ở cơ ngơi khác, cách nhà khá xa. Trung thu không về kịp, một mình hiu quạnh, nghĩ trong thôn chẳng có ai trò chuyện được, chỉ có chàng thư sinh họ Khâu là danh sĩ trong huyện, nhưng vốn có tật kính, Bành thường khinh bỉ. Trăng lên, càng thấy buồn tên, cực chẳng đã, đành viết thiếp mời Khâu. Rượu nửa chừng, có một người gõ cửa lạch cạch, tiểu đồng chạy ra xem thì là một thư sinh muốn ý kiến chủ nhân. Bành đứng lên cung kính mời khách vào. Vái chào xong, cùng ngồi quanh chiếu rượu, hỏi họ hàng quê quán, khách đáp. Tiểu sinh người Quảng Lăng, cùng họ với ngài, tên chữ là Hải Thu. Gặp đêm trăng đẹp thế này, ở nhà trọ càng buồn khổ. Nghe tiếng ngài là bậc cao nhã, bèn đường đột ý kiến. Nhìn xem người ấy áo vải mà sạch sẽ chỉnh tề, cười nói phong lưu, Bành mừng lắm nói. Vậy ra là người đồng tông với tôi, đêm nay là cái đêm gì mà gặp được khách quý thế này? Liền say rót rượu, khoản đãi như bạn thân từ trước. Xem khách dường như cũng rất khinh Khâu, không ngẩng lên bắt chuyện thì ngạo mạn không đáp lễ. Bành thẹn thay cho Khâu, bèn đánh lãng câu chuyện, xin hát trước một khúc dân ca cho vui, rồi ngửa mặt dặn hắn lần nữa, hát khúc hầu sĩ phụ phong cùng nhau vui cước. Khách nói, tiểu sinh không biết hát, không biết lấy gì đáp lại khúc dương xuân của ngài, xin nhờ người hát thay được chăng? Bành đáp, xin vâng. Khách hỏi, ở thành Lai Châu này có danh kỹ nào không? Bành trả lời, không có. Khách nín lặng hồi lâu rồi bảo tiểu đồng, ta vừa gọi một người đến ở ngoài cửa, hãy dẫn vào đây. Tiểu đồng đi ra, quả thấy một cô gái đang loanh quanh ngoài cửa, nàng khoảng đôi tám, xinh đẹp như tiên. Bành ngạc nhiên hết sức, kéo nàng cùng ngồi. Cô gái mặc áo màu lá liễu, choàng khăn màu vàng, hương thơm sực nức bốn bên. Khách an ủi, lặn lội ngàn dặm tới đây, thật phiền nàng quá. Cô gái mỉm cười vâng dạ, Bành lấy làm lạ, gặn hỏi khách đáp. Quê quán nỗi khổ không có giai nhân, tiểu nhân vừa phải gọi cô này ở trên thuyền ở Tây Hồ đến đây. Đoạn bảo nàng, khúc chàng bạc tình cô vừa hát ở trên thuyền hay lắm, xin hát lại lần nữa. Cô gái hát rằng, chàng bạc tình, tắm ngựa ao xuân nọ, tiếng người xa, tiếng ngựa bỏ, trời sông cao, trăng núi nhỏ, ngoảnh đầu đi không về. Trong sân trời rạng tỏ, chẳng oán xa nhau nhiều, sầu hội vui ít có, ngủ nơi nào.
đừng như bông theo gió, cho dù chẳng phong hầu, chớ về lâm cùng đó. Khách lấy cây sáo ngọc dắt trong tất ra, hòa theo tiếng hát, hết khúc thì sáo cũng dừng. Bành sửng sốt khen mãi không thôi, rồi hỏi: từ Tây Hồ đến đây đâu chỉ ngàn dặm, thế mà trong phút chốc vời đến được, chẳng là tiên hay sao? Khách đáp: đâu dám nói đến tiên, nhưng có thể coi muôn dặm gần như ngoài cửa. Đêm nay trăng gió trên Tây Hồ đẹp hơn mọi khi nhiều, không lẽ không đến xem một chuyến, ngài theo chơi được chăng? Bành đang để tâm xem sự lạ, liền nhận lời ngay. Rất hân hạnh, khách hỏi: ngài đi thuyền hay cưỡi ngựa? Bành nghĩ ngồi thuyền nhàn nhã hơn, bèn nói: xin cho đi thuyền. Khách bảo: nơi đây gọi thuyền hơi xa, trên sông Ngân hẳn có người chở đò. Bàn tay giơ vẫy lên không gọi: thuyền ơi, thuyền xuống đây, bọn tôi muốn đến Tây Hồ, không sẵn tiền thưởng đâu. Lát sau, một chiếc thuyền hoa từ trên không lướt xuống, khói mây quấn quýt. Họ cùng lên thuyền, thấy một người cầm bơi chèo ngắn, đoạn cuối gài kính lông chim dài, hình dáng như cái quạt lông, phẩy một cái là gió mất vi phu. Thuyền dần dần lên tích mây xanh, nhằm hướng nam lướt tới, vùng vụt như tên. Khoảnh khắc, thuyền đã hạ xuống nước, chỉ nghe sáo đàn rộn rã, chiên trống vang đừng. Ra khỏi khoang nhìn, trăng in khói sóng, thuyền chơi họp chợ, người lấy buôn chèo mặc thuyền tự trôi. Nhìn kỹ, quả là Tây Hồ thật. Khách lấy ra từ sau khoang món nhắm lạ và rượu ngon, vui vẻ đối ẩm. Lát sau, một chiếc thuyền lầu tới gần rồi đi sát ngay bên cạnh. Nhậm qua sông cửa, thấy trong thuyền có hai người đang cười rộ bên bàn cờ. Khách đưa ly rượu mời cô gái nói: cạn chén rồi đưa cô về. Trong lúc cô gái nâng chén, Bành bệnh rịnh hồi lâu, chỉ sợ nàng đi mất, bèn lấy chân bấm khẽ. Nàng đưa mắt liếc ngang, Bành càng xao xuyến, xin hẹn ngày gặp lại. Cô gái nói: nếu chàng có lòng thương, cứ hỏi tên Quyên Nương là ai cũng biết. Khách lấy ngay khăn lụa của Bành trao cho nàng bảo: tôi thầy ông ấy đính ước lời hẹn 3 năm sau. Đoạn khách đứng lên, đặt cô gái trên lòng bàn tay nói: tiên chăng, tiên chăng. Rồi kéo cửa sổ thuyền bên, bỏ cô gái sang. Mắt cửa chỉ bằng cái đĩa, nàng ép mình trường vào, không cảm thấy bị chật hẹp chút nào. Lát sau nghe thuyền bên có tiếng nói: Quyên Nương tỉnh rồi. Tức thì thuyền ấy chèo đi ngay. Xa trong thuyền nọ đã ghé bến, người dưới thuyền kéo cả lên bờ. Bành bỗng mất hứng chơi, bèn nói với khách muốn lên bờ cùng xem qua đây đó. Vừa mới thương lượng, thuyền đã tự cập bờ. Nhân đó, bỏ thuyền lên bộ, dạo quanh chừng hơn 1 dặm. Khách đến sau, dắt một con ngựa, bảo Bành giữ lấy, rồi khách lại đi ngay, dặn rằng: đợi tôi mượn thêm 2 con ngựa nữa. Mãi không thấy khách đến, đường đã vắng người. Nhìn chừng trong trăng về xế phía tây, trời đã sắp rạng, Khâu cũng không biết đi đường nào. Bành dắt con ngựa tới lui, không biết nên đi hay ở. Khi dông cương cho ngựa tới nơi đậu thuyền, thì cả người lẫn thuyền đều chẳng thấy đâu. Bành nghĩ lưng túi rỗng không, càng thêm lo sợ. Trời đã sáng rõ, thấy trên mình ngựa có một túi nhỏ, thò tay xem được 3-4 lạng bạc. Bèn mua thức ăn rồi cứ đợi. Bất giác gần trưa, Bành tính chi bằng hỏi thăm Quyên Nương, dần già sẽ hỏi được tin Khâu. Nhưng khi hỏi đến tên Quyên Nương thì chẳng một ai biết cả. Bành cục hứng buồn tên, hôm sau lên đường. Ngựa chạy tốt, may không liệt nhược, nửa tháng về tới nhà. Lúc 3 người cưỡi thuyền bay lên, tiền đồng về báo: ông chủ đã lên tiên rồi. Cả nhà đau buồn khóc lóc, nghĩ rằng không về nữa. Bành về tới nhà, buộc ngựa vào nhà. Người nhà sửng sốt mừng rỡ, xúm lại hỏi han. Bây giờ Bành mới kể hết những sự lạ. Nhân nghĩ chỉ một mình về quê quán, e bên nhà Khâu nghe tin sẽ gặng hỏi,
bèn ra người nhà chớ có nói rộng ra. Trong lúc chuyện trò, Bành kể đến lai lịch con ngựa. Mọi người nghe nói của tiên cho, bèn kéo ra chuồng xem. Tới nơi chẳng thấy ngựa đâu, chỉ thấy chàng Khâu bị buộc cạnh chuồng ngựa bằng dây cương cỏ. Ai nấy kinh hãi quá sức, gọi Bành đến xem. Thấy Khâu gục đầu dưới máng cỏ, mặt mày xám ngắt, hỏi không nói, duy hai mắt, lúc nhắm lúc mở mà thôi. Bành thấy bất nhẫn quá, sai người cởi dây cương vượt lên giường. Khâu như người mất hồn, đổ nước cháo nóng xong, nuốt được chút ít, giữa đêm hơi vội tỉnh, đòi ra nhà tiêu. Xốc nách đưa đi, Khâu xón ra mấy cục phân ngựa, lại cho ăn uống tí chút, bấy giờ mới nói được. Bành đến bên giường hỏi han, Khâu kể. Sau khi rời thuyền, hắn dẫn tôi đi nói chuyện phím, đến chỗ vắng, hắn vỗ đùa vào gáy, tôi liền mê mẩn ngã lăn ra, nằm phục giây lát. Nhìn lại thấy mình đã hóa ngựa, tâm trí vẫn tỉnh táo nhưng không nói được. Thật ra là chuyện vô cùng nhục nhã, không sao nói với vợ con được, xin bác chớ có tiết lộ. Bành nhận lời, sai người hầu thắng ngựa đưa Khâu về. Từ đấy, Bành không sao quên được Quyên Nương. 3 năm sau, vì có người anh rể làm chức quan phán ở Dương Châu, Bành nhân đến thăm. Châu này có Lương công tử là chỗ thân quen với Bành, mở tiệc mời chàng đến uống rượu. Trong tiệc có mấy đào hát đều đến vái chào. Công tử hỏi đến Quyên Nương, người nhà thưa là bị ốm. Công tử giận dữ nói, con tiện tỳ cao ngạo thanh giá, hãy mang thần trói đem đến đây. Bành nghe đến tên Quyên Nương, giật mình hỏi là ai. Công tử đáp, nó là con hát số 1 ở Quảng Lăng, cậy có chút tiếng tăm mới dám kêu căng vô lễ. Bành ngờ tên họ ngẫu nhiên trùng nhau, nhưng trong lòng vẫn xúc động hồi hộp, chỉ mong được nhìn thấy mặt ngay. Lát sau Quyên Nương đến, công tử hầm hầm kể tội. Bành nhìn kỹ, quả là người đã gặp trong tiết trung thu, bèn thưa với công tử. Cô này là chỗ tôi quen biết cũ, mong ông tha thứ. Quyên Nương đưa mắt ngắm Bành, dường như cũng ngạc nhiên. Công tử chưa vội hỏi, kỹ nữ đã sai người mời rượu. Bành hỏi, khúc chàng bạc tình, nàng còn nhớ chăng? Quyên Nương càng kinh hãi, chăm chú nhìn Bành, rồi mới hát khúc xưa. Lắng nghe, đúng là tiếng hát đêm trung thu năm ấy. Rượu tàn, công tử sai nàng chăn gối hầu khách. Bành nắm lấy tay nàng hỏi, lời hẹn 3 năm hôm nay mới thực hiện được chăng? Quyên Nương đáp, năm xưa theo người đi chơi thuyền Tây Hồ, em uống chưa được mấy chén đã như say. Trong lúc choáng váng, bị một người nhấc đem đến một thôn nọ. Một tiểu đồng dẫn em vào nhà, trên chiếu rượu có 3 người, chàng là một trong số đó. Sau khi đi thuyền đến Tây Hồ, người ta mới đưa em về thuyền cũ qua mắt cửa sổ. Mỗi khi nhớ lại, đúc cầm tay ân cần, cứ là mộng ảo, nhưng khăn lụa còn đây, em vẫn gói kỹ cất đi. Bành kể nguyên do rồi cùng nhau than thở. Quyên Nương ngã mình vào lòng Bành, nức nở nói, tiên đã làm mối, xin chàng đừng cho em là kẻ phong trần đáng vứt bỏ, mà thôi không nghĩ đến người đang ở trong bể khổ này. Bành đáp, lời hẹn trên thuyền chưa ngày nào tôi quên lãng, nếu nàng có đó, dù có phải dốc túi bán ngựa, tôi cũng không màng. Sáng hôm sau, thừa chuyện với công tử, lại vay mượn quan biệt giá vài ngàn, xóa sổ cho nàng, rồi đưa nhau về quê. Tình cờ đến cơ ngơi nọ, nàng vẫn nhận ra nơi uống rượu năm nào. Liêu Trai Chí Dị, chương 10, bộ gia vẻ. Thư sinh họ Vương, quê ở Thái Nguyên, một hôm đi sớm, gặp một người con gái ôm bọc quần áo bôn ba một mình, chân bước ra dáng khó nhọc. Vương vội vượt lên, nhìn kỹ thì ra là một cô gái tuổi chừng đôi tám, nhan sắc tuyệt vời, bụng yêu thích lắm, liền hỏi. Sao mới sớm hôm mà đã đi lẻ loi một mình thế? Cô gái đáp. Là khách qua đường, hiểu sao được nỗi lo buồn của người khác, hỏi nhau làm gì cho mệt. Chàng hỏi lại. Nàng có nỗi gì? Nàng có nỗi buồn lo gì vậy? Nếu có thể gắng giúp được tôi sẽ không từ.
Cô gái ủ dột đáp: Bố mẹ tham tiền, bán thiếp cho một nhà giàu sang. Người vợ cả rất hay ghen, sớm chiều đánh mắng nhục nhã, không thể chịu nổi nên phải trốn đi. Hỏi: Đi đâu bây giờ? Đáp: Người đã đi trốn, lại có nơi nào định trước được? Chàng nói: Tệ xá không xa, xin mời nàng quá bước lại đó. Cô gái mừng lắm theo chàng. Chàng mang hộ bọc quần áo, đưa nàng về cùng. Cô gái thấy nhà không có người bèn hỏi: Tại sao chàng không có người nhà? Chàng đáp: Đây chỉ là thư trai thôi. Cô gái nói: Nơi này tốt lắm, chàng như có bụng thương mà cứu sống thiếp thì xin bí mật, chớ để lọt ra ngoài. Chàng bằng lòng, liền cùng nàng chung chạ, giấu giếm trong buồng kính, qua mấy ngày cũng không ai hay. Chàng nói hé với vợ, vừa họ Trần, ngờ rằng đó là nàng hầu vợ bé của nhà đại gia nào, khuyên chồng để cho cô ta đi. Chàng không nghe, tình cờ một hôm đi qua chợ gặp một đạo sĩ, nhìn chàng kinh ngạc, hỏi có gặp ai lạ không? Chàng đáp, không. Đạo sĩ nói, người anh đầy tà khí sao lại nói là không? Chàng lại cố chối, đạo sĩ liền bỏ đi và nói, mê muội thay, đời vẫn có kẻ sắp chết đến nơi mà vẫn còn chưa tỉnh. Chàng thấy lời nói lạ nên cũng hơi ngờ người con gái, nhưng lại nghĩ cô gái đẹp sờ sờ ra đấy, sao đến nỗi là yêu quái được, cho đạo sĩ là kẻ mượn tiếng yểm tà để lấy miếng ăn. Một lát sau về đến nhà học, cổng trong đóng chặt không thể vào được. Trong bụng đã ngờ có sự gì, liền trèo qua chỗ tường lở mà vào, thì cửa buồng cũng đóng. Chàng rón rén đến trước cửa sổ, nhìn thấy một con quỷ nanh ác, mặt xanh lét, răng chơm chởm như răng cưa. Đang trải một tấm da người lên trên giường, lấy bút màu vẽ lên trên. Vẽ xong ném bút, nhấc tấm da như thể nâng tấm áo khoác lên người, lập tức hóa ra một cô gái. Trông thấy tình trạng đó, chàng sợ quá, bò rạp trên mặt đất mà lẻn ra. Vội đi tìm đạo sĩ thì đã không biết là đi đâu. Tìm kiếm khắp nơi, mới gặp ngoài đồng, liền quỳ xuống xin cứu mạng. Đạo sĩ nói, sẽ xin trợ giúp, con quỷ đó cũng khốn khổ lắm, mới tìm được người thay nó, ta cũng không nỡ hại tính mạng nó. Liền lấy chiếc phất trần đưa cho chàng, dặn treo ở cửa buồng ngủ. Lúc sắp đi, hẹn gặp lại ở miễu Thanh Đế. Chàng trở về không dám tới nhà học, đành ngủ ở buồng vợ, treo phất trần lên. Vào khoảng canh một, nghe ngoài cửa có tiếng lách cách, tự mình không dám dậy nhòm, phải bảo vợ nhòm xem. Chỉ thấy cô gái đi đến, nhìn lên phất trần không dám bước nữa, đứng đó mà nghiến răng, một lúc lâu mới đi. Lát sau lại đến mắng rằng, đạo sĩ chỉ dọa ta nhưng đâu có được, chẳng lẽ vì miếng ăn đã đến cửa miệng lại nhả ra sao? Liền lấy cây phất trần bẻ nát, rồi phá cửa buồng ngủ bước vào, nhảy lên giường của chàng, xé bụng chàng, moi lấy quả tim rồi đi. Vợ chàng kêu thét lên, con hầu vào soi đèn thì chàng đã chết, trên khoang bụng máu me bê bết. Trần Thị rất sợ, chỉ khóc không dám kêu. Hôm sau nàng cho em chồng là chàng hai, chạy đi nói với đạo sĩ. Đạo sĩ tức giận nói, ta đã thương tình, ngờ đâu con quái này lại dám to gan đến thế. Lập tức theo người em chàng về thì cô gái đã biến mất. Bèn ngẩng đầu nhìn bốn phía nói, mày nó trốn chưa xa. Lại hỏi, phía nam là nhà ai? Chàng hai đáp, đó là nhà của tiểu sinh. Đạo sĩ nói, hiện nó ở nhà anh. Chàng hai ngạc nhiên cho rằng không có. Đạo sĩ hỏi, có người lạ nào mới đến không? Chàng hai đáp, tôi đến miễu Thanh Đế, quả thực không biết, để về nhà hỏi xem. Đi một lát, trở về nói, quả thật, sáng nay có một mụ già đến xin làm mướn cho nhà tôi, vợ tôi giữ lại, mụ vẫn còn đó. Đạo sĩ nói, chính là nó đấy. Liền cùng đi sang, cầm kiếm gỗ đứng ở giữa sân thét, yếu nghiệt, đền ta phất trần đây. Mụ già ở trong nhà hốt hoảng tái mặt, ra cửa toan chạy. Đạo sĩ đuổi theo đâm mụ, mụ ta ngã xuống, tấm da người tuột ra, hóa thành một con quỷ dữ, nằm kêu rống lên như lợn. Đạo sĩ lấy kiếm gỗ chém, bêu đầu lên, thân nó biến thành đám khói dày đặc, xoáy tròn trên mặt đất thành một đám dày.
Đạo sĩ lấy ra một cái hồ lô mở nút để vào giữa đám khói, kêu vù vù như mồm hút hơi. Một lát khói hết, đạo sĩ nút hồ lô lại bỏ vào đẩy. Mọi người nhìn tấm da, lông mày, con mắt, chân tay không thiếu gì cả. Đạo sĩ cuộn lại, tiếng kêu như cuộn trục tranh, cũng bỏ vào trong đẩy rồi từ biệt toan đi. Trần Thị đón vái trước cửa, khóc xin làm phép hồi sinh cho chồng. Đạo sĩ từ chối không thể làm được. Trần Thị càng thảm thiết, quỳ rạp trên đất không dậy. Đạo sĩ nghĩ ngợi rồi nói: phép thuật của ta còn nông cạn, thực không thể làm người chết sống lại được. Ta trỏ giúp một người, may ra có thể làm điều đó, đến cầu xin, tức là có kết quả. Hỏi người nào? Ông đáp: trong chợ có một người điên, thường nằm trên đống phân, thử đến mà kêu xin với ông ta xem. Nhưng dù có buông tuồng, làm nhục phu nhân cũng chớ có tức giận. Chàng hai cũng đã biết người điên đó, bèn từ biệt đạo sĩ, rồi cùng chị dâu đi tìm. Thấy người ăn mày, rồ dại, ca hát trên đường, mũi giấy lòng thòng bẩn thỉu quá không thể gần được. Trần Thị lết đầu gối đến trước mặt, người ăn mày cười nói: người đẹp yêu ta chăng? Trần Thị kể nguyên do thì lại cười lớn nói: ai cũng là chồng được cả, làm sống lại làm gì? Trần Thị cố kêu phan, bèn nói: kỳ thay, người chết mà lại nhờ ta làm sống lại được, ta là Diêm Vương hay sao? Tức giận, lấy gậy đánh Trần Thị. Trần Thị nhẫn nhục cố chịu đau. Người trong chợ dần dần đổ đến xem chật như bức tường. Người ăn mày khạc đờm ra đầy bàn tay, đưa tới trước Trần Thị nói: ăn đi. Trần Thị đỏ bừng mặt, có vẻ ái ngại, lại nghĩ đến lời đạo sĩ dặn liền cố liều nuốt. Thấy bãi đờm trong cổ họng cứng như túm lông, cố nuốt thì nghẹn nghẹn mà trôi xuống, rồi dừng lại ở quãng ngực. Người hành khất cười lớn nói: người đẹp quả yêu ta thay. Liền đứng dậy đi chẳng ngoảnh lại nữa, bước theo sau thấy vợ trong miễu, cố đuổi kịp để nài nữa thì không biết đã đi đâu mất. Tìm trước tìm sau không thấy tâm hơi đâu cả, vừa thẹn vừa giận mà trở về. Đã thương chồng chết thảm, lại hối vì nỗi nhục ăn bãi đờm, nàng ôm mặt ngồi khóc, chỉ muốn chết ngay. Đừng toàn gạt máu liệm thay chồng, người nhà cứ đứng nhìn không ai dám gần. Trần Thị ôm lấy thay chồng, nhặt mớ ruột vừa xếp lại vừa khóc, khóc đến lúc hẳn cả tiếng, bỗng buồn nôn, thấy cái vật kết trong ngực trôi tuột ra. Chưa kịp quay đầu lại, nó đã rơi vào trong ngực người chết. Kinh hãi nhìn kỹ thì ra đó là quả tim người, vẫn đang nhảy thon thót trong ngực, hơi nóng bốc lên như khói. Lấy làm lạ, vội đưa hai tay khép bụng chồng lại, cố hết sức giữ chặt lấy, hơi nới tay thì khí nóng từ khoang bụng lại tỏa ra, mới xé lụa vội buộc chặt lại. Sờ tay vào thay chồng, dần dần ấm lại, bèn lấy chăn đắp lên. Nửa đêm mở ra xem, thấy mũi có hơi thở, đến sáng thì sống lại hẳn. Chồng kể lại, hoảng hốt như nằm mơ, chỉ thấy bụng còn đau râm râm, chỗ bị xé rách, thấy đống vẩy to bằng đồng tiền, sao dần dần khỏi. Chương 11. Xảo Nương. Miền Quảng Đông có thân hào họ Phố, tuổi ngoài 60, sinh một trai tên là Liêm rất thông tuệ, nhưng chẳng may trời bị hoạn. 17 tuổi mà dương vật chỉ nhỏ như con tằm, xa gần biết chuyện, không một nhà con gái nào dám hứa gả. Tự nghĩ phận mình dòng dõi đã tuyệt, ngày đêm lo lắng không biết làm thế nào. Liêm theo thầy học tập, một hôm nhân thầy đi vắng, ngoài cửa có gánh xiết khỉ, bèn bỏ học đi xem. Đến chừng đoán thầy sắp về đến nơi, sợ hãi bỏ trốn luôn. Rời nhà được mấy dặm, trông thấy một nàng áo trắng dắt một con hầu nhỏ đang đi ở phía trước. Một lần, cô gái quay đầu lại, thì ra khuôn mặt diễm lệ ít ai sánh được. Gót sen bước có vẻ chậm rãi, Liêm vội đi vượt lên. Cô gái quay sang nói với con hầu: thử hỏi chàng xem phải định đến kẻ Quỳnh không? Con hầu bàn gọi chàng hỏi, Liêm hỏi lại rằng có việc gì, cô gái đáp: ví thử có đi Quỳnh thì có phong thư, phiền chàng tiện đường đưa giúp về nhà hộ. Mẹ già tôi ở nhà cũng là người hiếu khách. Liêm lúc ra đi vốn cũng chưa định đi đâu, nghĩ rằng lên trên Hồ Hải một chuyến cũng hay, bèn nhận lời.
Cô gái liền rút lá thư đưa con hầu trao lại cho chàng, hỏi họ tên quê quán người nhận. Thì nàng nói, họ Hoa, ở làng Gái Tần, cách thành Bắc chừng 3-4 dặm. Chàng bèn đáp thuyền mà đi, đến được thành Bắc đất Quỳnh Châu vào lúc trời đã chiều tối. Hỏi thăm thôn gái họ Tần thì chẳng một ai biết cả, đành nhắm hướng Bắc mà đi. Được chừng 4-5 dặm thì trăng sao đã hiện lên nhấp nháy, cỏ dại thơm lừng, trải dài mờ cả mắt, chốn đồng không chẳng có lấy một quán trọ nào. Tình cảnh thật khốn quẫn, nhìn thấy một ngôi mộ bên đường, nghĩ muốn nằm nghỉ quách bên ngôi mộ đó, nhưng lại khiếp sợ hổ lang, bèn ôm cây trèo lên, ngồi chồm chổm trên ngọn cao. Nghe tiếng thông reo xào xạc, côn trùng tỉ tê, trong lòng thảng thốt, hối hận như thiêu như đốt. Thốt nhiên nghe bên dưới có tiếng người, cúi đầu nhòm xuống thì rành rành đã là một nơi sân viện. Một cô gái xinh đẹp ngồi trên phiến đá, hai con hầu vấn tóc chăm đuốc hoa đứng hầu hai bên. Người đẹp quay đầu sang bên trái bảo, đêm nay trăng sáng sao thưa, gói trà cô Hoa vừa tặng có thể đem pha một ấm uống thưởng thức đêm thanh được đấy. Chàng nghĩ đây hẳn là ma quỷ, trong lòng sởn gai ốc, nín hơi không dám thở. Chợt một con hầu nhìn lên nói, trên cây có người. Cô kinh hãi đứng bật dậy kêu lên, kẻ ranh lớn mật ở đâu dám mò đến đây nhòm trộm người khác. Chàng cả sợ, không còn chỗ nào để trốn nữa, đành ôm cây tuột xuống, phục xuống đất xin tha thứ. Cô gái đến gần, đưa mắt nhìn qua một lượt, chợt đổi giận làm vui, kéo chàng dậy cùng ngồi. Chàng liếc mắt ngó nàng, thì tuổi khoảng 17-18, vẻ người xinh đẹp có một, nghe giọng nói cũng tiếng vùng này, nàng hỏi, chàng đi đâu đây? Đáp rằng, có người nhờ đưa giúp lá thư. Nàng nói, đồng hoàng khối khách ăn đêm, ngủ giữa trời sương rất đáng ngại, nếu chẳng hiềm nhà tranh vách đất, xin mời vào nghỉ tạm. Nói rồi đưa chàng vào nhà, trong nhà chỉ có một chiếc giường, nàng sai con hầu sắp hai tấm chăn lên đấy. Chàng tự thẹn thân hình khiếm khuyết, xin nằm ở dưới đất. Nàng cười đáp, khách quý đến nhà, con gái đâu dám thất lễ, đòi nằm cao hơn khách. Chàng không biết tính sao, đành phải nằm chung một giường, nhưng trong lòng hoang mang lo lắng, không dám tự tiện co duỗi. Chẳng bao lâu, cô gái luồn bàn tay nhỏ nhắn qua lớp chăn, cấu nhẹ vào đùi chàng. Chàng vờ ngủ như không biết gì. Lại một chút nữa, nàng mở chăn ra chui hẳn sang, lay chàng, chàng vẫn nằm im không động. Nàng thuận tay lần xuống, thám thính chỗ kín, bỗng ngừng ngay lại, dáng buồn thiêu, rồi thiểu não lật chăn trở dậy. Giây lát, nghe có tiếng khóc, chàng bàng hoàng cả người, không biết chui vào đâu cho hết thẹn, lại giận trời kia sao nỡ bắt người ta phải khuyết tật. Cô gái gọi con hầu thắp đèn lên, nhìn thấy mặt nàng còn ngấn lệ, con hầu kinh ngạc, có điều gì buồn. Nàng lắc đầu, ta tự thương phận mình bạc thôi. Con hầu đứng trước giường, nhìn chằm chằm xuống mặt chàng, nàng bảo, hãy gọi anh ta dậy rồi bảo xéo đi. Nghe mấy lời ấy chàng bội phần xấu hổ, lại thêm lo đang giữa đêm hôm, tối tăm mù mịt, chẳng biết đâu mà đi. Giữa lúc còn dùng dằn chưa quyết, thì người đàn bà đẩy cửa bước vào, con hầu thưa, cô Hoa đã về. Chàng hé mắt nhìn trộm, thì thấy bà này tuổi đang ngoài 50, nhưng còn giữ được phong vận. Thấy cô gái chưa ngủ, bà liền hỏi duyên cớ, nàng chưa kịp đáp, thì lại thấy trên giường có người nằm, bèn hỏi, nằm cùng giường là ai đấy? Con hầu trả lời thay, lúc tối có một chàng trai trẻ đến đây xin ngủ nhờ. Bà liền cười, biết đâu xảo nương hôm nay vui vẻ đuốc hoa cơ chứ. Chợt thấy cô gái ngấn lệ chưa khô, bà kinh ngạc hỏi, đêm hợp cẩn mà lại buồn bã khóc lóc không phải cách, chẳng lẽ chàng ta thô bạo lắm sao? Nàng không đáp, mặt càng thêm âu sầu. Bà ta định kéo vạt áo để nhìn rõ chàng, vừa động đến áo thì phong thư rơi xuống giường. Nhặt lên xem, bà bỗng sợ hãi nói, chừng nét chữ của con gái tôi đây mà. Mở ra đọc, bà than lên một tiếng chua xót. Cô gái hỏi nguồn cơn thì bà đáp,
Đây là thư của con ba báo tin nhà, nói rằng chàng Ngô chồng nó đã mất, nó này trơ trọi không nơi nương tựa, chưa biết tính thế nào. Cô gái tiếp, ban nãy anh ta nói là chuyển giúp lá thư cho ai đó, may mà tôi chưa đuổi đi. Bà già gọi chàng dậy, hỏi rõ nguyên ủy lá thư. Chàng kể tình đầu, bà bảo, xa xôi làm phiền lặn lội đưa thư, này biết lấy gì báo đáp. Lại ngắm kỹ chàng rồi cười hỏi, vì sao lại làm trái xảo nương? Chàng đáp, chẳng biết mình có tội gì. Bà quay sang hỏi cô gái, nàng than rằng, chỉ thương cho thân mình, sống đã vớ phải anh chồng lại cái, chết cũng lại nhà đứa bị thiến mà ăn nằm. Vì thế mà tuổi thôi. Bà già quay lại nhìn chàng nói, thồng mình linh lợi thế này, vốn là trống mà hóa ra mái ư. Thôi thì khách nhà tôi, không thể làm phiền người khác mãi thế được. Nói rồi, dẫn chàng sang trái nhà phía đông, đưa tay sờ xuống khố mà khám nghiệm, rồi vừa cười vừa nói, chẳng trách nào xảo nương khóc hết nước mắt cũng phải, nhưng mày vẫn còn chút cuốn rễ, còn có thể cố sức được. Bèn khêu đèn, lục hết hòm rương, lấy ra một viên thuốc màu đen trao cho chàng, bảo nuốt ngay, lại dặn nhỏ rằng đừng cử động rồi đi ra. Còn lại một mình, chàng nằm nghỉ ngợi, không biết thuốc chữa chứng bệnh gì. Chừng khoảng canh năm tỉnh dậy, cảm thấy dưới rốn có một luồng hơi nóng xông thẳng vào chỗ kính. Lạ lùng như có vật gì treo ở khoảng dưới hán. Đưa tay sờ thử, thì ra mình đã thành một gã đàn ông hẳn hoi. Trong lòng mừng đến thán thốt, giống như vị thượng quan thình lình được trao chính vật báo. Khi hừng đông lờ mờ ở chấn sông, thì bà già trở lại, đem bánh mới hấp vào buồng cho chàng, lại dặn hãy cứ ngồi yên, khóa trái cửa lại, ra ngoài nói với xảo nương rằng, anh chàng vất vả mang thư đến đây, hãy giữ lại đấy, gọi con ba về, cho nó kết nghĩa chị em, với lại cũng phải đóng cửa, để người ta khỏi buồn chán. Nói rồi ra cửa mà đi. Chàng quẩn quanh mãi đâm buồn, thỉnh thoảng lại đến gần khe cửa, y như con chim ngó trộm qua nan lồng. Trong xa thấy xảo nương cũng muốn gọi lại báo rõ sự tình, nhưng e thẹn ngập ngừng nên lại thôi. Mãi đến tối mịt, bà già mới dẫn con gái trở về, vừa đẩy cửa đã lên tiếng, để sầu muộn giết mất Lăng Quân rồi, còn bà hãy vào mà bái tạ đi. Cô gái gặp trên đường mấy bữa trước rụt rè bước vào, ngước nhìn chàng e ấp vái chào. Bà mẹ bảo họ gọi nhau bằng anh em. Xảo nương cười, gọi là chị em gái cũng được. Rồi cùng kéo nhau ra gian giữa, ngồi quay quẩn bên mâm rượu. Uống được vài chén, xảo nương hỏi đùa. Người hoạn thấy sắc cũng động lòng chứ? Chàng đáp, thì chân què vẫn nhớ đến giày, mắt loa vẫn cứ loay hoay muốn nhìn mà. Ai nấy cùng cười rộ, xảo nương lấy cớ tam nương vừa đi về mệt nhọc, ép cô phải đi nghỉ. Bà mẹ quay sang tam nương, bảo cùng nằm chung với chàng. Tam nương xấu hổ, mặt đỏ bừng không chịu đi. Bà mẹ bảo, đây là trượng phu, mà cũng là cân quắc, có còn gì mà sợ. Rồi dục hai người vào buồng, lại dặn riêng chàng. Trong thì làm rể, ngoài cứ vờ làm con ta cũng được. Chàng mừng rỡ, nắm cánh tay nàng dắt lên giường. Như dao sắc mới mài lần đầu đem thử, khoái trá thế nào cũng có thể biết rõ, trong lúc đầu gối tay ấp hỏi nàng. Xảo nương là người như thế nào? Đáp, là ma đấy, tài sắc vô song, nhưng số phận thường gặp ghềnh trắc trở. Lấy phải cậu út nhà họ Mao bị bệnh liệt dương, 18 tuổi đầu vẫn chẳng nên hồn, vì thế ẩn uất không phơi được, ôm hận mà chết. Chàng thất kinh, ngờ tam nương cũng là ma, nàng nói. Nói thật với chàng, thiếp chẳng phải ma mà là hồ. Xảo nương sống lẻ loi không có đôi, mà mẹ con thiếp lại không có nhà, nên mượn tạm căn nhà này ở nhờ. Chàng rất ngạc nhiên, nàng nói. Đừng ngại, tuy là ma là hồ, nhưng không gây họa cho nhau đâu. Từ đấy, hàng ngày, họ thường cùng nhau chuyện trò yến ẩm. Dẫu biết xảo nương chẳng phải là người, mà lòng chàng vẫn quyến luyến nhan sắc. Chỉ hận một nỗi, muốn được hiến cho nàng mà không có dịp. Chàng vốn là người hòa nhã, lại giỏi yêu chiều pha trò, nên dần được xảo nương rất thương. Một hôm,
Mẹ con họ Hoa có việc đi vắng, lại đóng cửa nhốt chàng ở trong buồng. Chàng tức bực, loanh quanh trong nhà mãi, rồi đứng cách lần cửa gọi Sảo Nương. Sảo Nương bảo con hầu đem chìa khóa ra thử. Mấy lượt thì cửa mở, chàng ghé tai xin gặp riêng. Sảo Nương bảo con hầu đi chỗ khác. Chàng liền kéo nàng lên giường và nằm áp lại. Nàng đùa cợt, đưa tay sờ xuống phía dưới rốn mà bảo: "Đến là tiếc, chỗ này lại khuyết mất rồi." Nói chưa dứt lời thì tay đã chạm phải vật gì, tay một nắm, hoảng hốt kêu lên: "Sao trước lờ mờ có thấy gì đâu mà nay đã lớn võng lên nhanh thế?" Chàng cười đáp: "Trước xấu hổ vì phải sắm vai khách nên nó rụt lại, nay bị phỉ báng quá không chịu nổi nên nó làm con ếch giận dữ đấy thôi." Bèn cùng nhau giao hoang, xong xuôi nàng mới chợt nghĩ ra tức tối nói: "Thì ra nay mới biết đóng cửa là có duyên cớ. Hồi trước, cả hai mẹ con lên đền không nơi nương náu, đã nhường nhà cho mà ở, rồi tâm nương theo học theo thùa, lại hết lòng bày vẽ, không giấu giếm tí gì, thế mà nay lại sinh lòng đố kỵ." Chàng phải lựa lời khuyên giải, lại lấy tình thật mà nói, nhưng Sảo Nương vẫn hầm hực mãi. Chàng bảo: "Giữ kín đấy nhé, cô Hoa dặn tôi nghiêm lắm." Nói chưa dứt lời thì Hoa Cô đã đẩy cửa bước vào. Hai người vội vàng nhõm dậy. Hoa Cô trừng mắt hỏi: "Ai mở cửa?" Sảo Nương cười chặn lời, tự nhận mình mở cửa. Hoa Cô càng giận, quát mắng mãi không thôi. Sảo Nương vẫn cười mỉa đáp: "Mẹ này mới thật nực cười chứ, đã là trượng phu mà cũng cân quắc thì còn làm gì được nữa." Tâm Nương thấy mẹ mình và Sảo Nương ra sức khích bác lẫn nhau, trong lòng không yên, bèn đứng ra can ngăn, cả hai mới đổi giận làm lành. Sảo Nương lời lẽ dẫu gai gắt, nhưng xem từ đấy đã muốn nhúng mình thờ Tâm Nương làm chị. Chỉ hiềm Hoa Cô ngày đêm canh phòng ráo riết, nên đôi tình nhân không thể tự do thổ lộ, chỉ biết đầu mày cúi mắt đưa tình mà thôi. Một hôm Hoa Cô bảo chàng rằng: "Cả hai chị em chúng nó đều đã hầu hạ anh, nhưng nghĩ lại, sống ở đây không phải kế lâu dài, vậy nên anh về trình với cha mẹ để sớm tính chuyện đính ước trăm năm thì hơn." Liền đấy, bà sắm sửa hành trang, dục chàng lên đường. Hai cô gái nhìn chàng mặt mày ủ rũ, mà Sảo Nương càng như không chịu nổi, lệ ròng ròng như châu sa, không lúc nào dứt. Hoa Cô ngăn họ lại, rồi dẫn chàng ra đi. Vừa ra khỏi cửa thì lầu viện đã biến đâu mất, chỉ còn thấy một ngôi mộ hoang. Hoa Cô tiễn chàng lên tận thuyền nói: "Sau khi anh đi, già này cũng sẽ dắt hai con gái đến trú ngụ ở quý ấp. Nếu không quên ước cũ thì xin đợi nhau trong đám vườn hoang nhà họ Lý để làm lễ nghênh hôn." Chàng bèn trở về quê. Bây giờ ông già họ Phó đã tìm kiếm con trai hết cách. Đang giữa lúc lòng lo như lửa đốt thì bỗng thấy con về, mừng rỡ ngoài tưởng tượng. Chàng liền kể vắn tắt đầu đuôi, nhân nói cả việc đính ước của họ Hoa. Cha bảo: "Lời nói của yêu quái sao đủ để tin, mày sở dĩ còn toàn mạng trở về cũng chỉ vì bị tật nguyền, chứ không thì đã chết rồi." Chàng đáp: "Đám đó tuy khác loài nhưng tình cũng người. Huống nữa lại thông minh xinh đẹp, có lấy làm vợ cũng chẳng sợ họ hàng làng xóm chê cười." Cha không nói gì, chỉ cười nhạt, chàng bèn lui ra. Nhưng rồi vì ngứa nghề, không đành phận, bèn tư thông với con hầu. Dần dần giữa ban ngày cũng công khai giở trò dâm dật, có muốn làm cho câu chuyện kinh động đến tai cha mẹ. Một hôm, con hầu nhỏ lén nhìn thấy, chạy đi báo với bà cụ không tin đến gần xem, bây giờ mới đâm hoảng. Cho gọi con hầu đến hỏi, liền biết rõ sự thật, mừng quá sức, gặp ai cũng nói toạc ra để chứng tỏ con mình không có tật, rắp tính chuyện hôn nhân với nhà thế gia. Chàng nói riêng, muốn là, không phải nhà họ Hoa thì không lấy đâu. Mẹ nói, trên đời thiếu gì gái đẹp, hà tất phải là quỷ với yêu. Chàng đáp, con ví không có Hoa Cô thì biết đâu mùi đời, bội bạc người ta chẳng phải là điều hay. Ông lão họ Phó nghe lời, cho một người tớ trai và một vú già đến nơi xem xét. Ra khỏi thành đông chừng 4-5 dặm thì tìm được thửa vườn hoang nhà họ Lý. Nhát thấy một làn khói bốc lên nghi ngút giữa một khóm trúc bên bức tường thấp đã đổ nát.
Bà Phú bèn xuống xe, rảo thẳng đến cửa, thì bắt gặp mẹ con đang lau ghế cọ nhà như có chờ đợi. Bà Phú vái chào, thừa rõ lời chủ dặn. Nhìn thấy Tam Nương, bà nói: "Đây chính là vợ của tiểu chủ tôi sao? Tôi vừa thấy đã phải thương, không trách công tử cứ mê mẩn như người mất hồn." Rồi hỏi luôn đến cô chị, hoa cô than thở mà rằng: "Đó là con gái nuôi của tôi, ba hôm trước cháu bỗng bị bạo bệnh tạ thế mất rồi." Dân đó đem rượu thịt ra thết đãi bà Vú và người tớ trai. Bà Vú trở về thuộc rõ dung mạo cử chỉ của Tam Nương, cả hai ông bà đều vui mừng. Sau cùng mới nói đến tin xảo nương mất, chẳng nghe đau đớn muốn trào nước mắt. Đến đêm nghênh hôn, gặp mặt hoa cô, tự mình hỏi lại, hoa cô đáp: "Đã đầu thai ở đất Bắc rồi." Chàng than thở dây lâu, đón Tam Nương về rồi mà rốt cuộc vẫn không dứt tình được với xảo nương. Hễ nghe có người nào ở Kẻ Quỳnh mới đến, đều cho gọi đến hỏi chuyện. Có người cho biết, dưới mộ cô gái họ Tần đêm đêm vẫn nghe tiếng quỷ khóc. Chẳng ngờ có sự lạ và bảo với Tam Nương. Tam Nương trầm ngâm một lúc lâu rồi khóc mà nói: "Em phụ chị rồi." Gã hỏi lại thì đáp rằng: "Thú thực, lúc mẹ con thiếp ra đi không nói cho chị ấy biết, tiếng gào oán đó chẳng phải của chị ấy thì còn ai nữa. Trước đã định bảo thật cho nhau, nhưng lại sợ phơi bày tội lỗi của mẹ." Chàng nghe đành đổi buồn thành vui, lập tức cho sắm sửa xe cộ, ngày đêm vượt đường đi gấp, rủi đến trước mộ nàng, gõ vào tấm mộc chủ cắm ở mộ mà gọi to lên: "Xảo nương, xảo nương, anh ở đây." Giây lát, thấy cô gái ẵm một đứa trẻ từ trong mồ chui ra, đầu đớn ngước đầu lên, mắt nhìn ai oán không dứt. Chàng cũng ngậm ngùi rơi lệ, sờ vào đứa bé trong lòng hỏi con ai. Xảo nương đáp: "Đây là cái mầm oan nghiệt của chàng để lại, sinh được 3 tháng rồi." Chàng nói: "Trót nhầm nghe lời cô Hoa, khiến mẹ con phải chôn chặt mối hờn ở dưới lòng đất, tội thật không thể tha thứ được." Rồi cùng nhau dắt díu lên xe, băng vời vượt biển mà về. Ôm con vào trình mẹ, mẹ nhìn thấy đứa bé mặt mũi khôi ngô, thân thể khỏe mạnh, không giống với loài yêu ma, càng thêm mừng rỡ. Hai cô gái sống hòa thuận, thờ bố mẹ chồng rất có hiếu. Về sau, ông phó bị bệnh, mời thầy thuốc đến, xảo nương bảo: "Bệnh không làm gì được nữa, vì hồn đã lìa khỏi xác." Nàng đôn đốc sắm đồ tang liệm, xong đâu đấy thì ông mất. Đứa bé lớn lên giống cha, phần thông tuệ còn trội hơn, 14 tuổi đã vào học nhà phán. Ông già cỡ Cao Bưu, hiệu Tử Hà, từng làm khách đất Quảng nghe được chuyện này, chỉ có tên làng xóm thì không nhớ chính xác, và chung cột câu chuyện ra sao cũng không được rõ.